thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 30 của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa sau một thời gian được đào tạo chuyển giao kỹ thuật cùng với đầu tư mua sắm trang thiết bị đến nay bệnh viện ung bướu tỉnh thanh hóa đã làm chủ được kỹ thuật cắt bằng quang nạo vết hạch và dẫn lưu nước tiểu bằng quay ruột điều trị ung thư với sự hỗ trợ của bệnh viện trung ương quân đội 108 bệnh viện ung bướu tỉnh thanh hóa đã thực hiện thành công các ca phẫu thuật cắt u bằng quang đường trên và cắt bằng quang toàn bộ cho bệnh nhân điều trị ung thư Mới đây nhất, ekip bác sĩ kỹ thuật viên của bệnh viện đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ bảng quang, nạo vết hạch và dẫn lưu nước tiểu bằng quay ruột cho một bệnh nhân 67 tuổi đã từng được phẫu thuật nội soi cắt u bảng quang. Thì qua thời gian vừa rồi chúng tôi tôi cũng nhận thấy rằng là kỹ uh, kỹ thuật của bệnh viện cũng đã rất tích cực, đặc biệt là bác sĩ Hòa, bác sĩ Việt. Các em cũng đã nắm được các cái cơ bản về mặt chỉ định, quy trình kỹ thuật đã thực hiện được những cái thì mổ tương tương đối là khó trong 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 cái quá trình phẫu thuật. Và tôi rất uh, tin tưởng là uh, trong thời gian ngắn nữa thì là uh, kiếp kỹ thuật của bệnh viện ung bướu Thanh Hóa sẽ hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này. Phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ do ung thư nạo vết hạch tạo hình và dẫn lưu nước tiểu bằng ruột là một trong những phẫu thuật đặc biệt khó, chuyên sâu trong phẫu thuật tiết niệu. Được chỉ định cho bệnh nhân ung thư bàng quang không còn chỉ định phẫu thuật nội soi. Việc cắt bỏ toàn bộ bằng quang, nạo vết hạch rộng rãi nhằm điều trị triệt căn ung thư, từ đó ngăn chặn nguy cơ tái phát, phát triển khối ung thư mới, hạn chế việc phải dùng hóa trị, xạ dạ trị với bệnh nhân, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, STEM là phương pháp giáo dục chủ yếu dựa trên phương pháp dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, từ tháng 12 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã bắt đầu triển khai phương pháp dạy học STEM vào bậc học mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Các hoạt động giáo dục tích hợp theo tiếp cận STEM với môi trường giáo dục phong phú, sáng tạo từ các nguyên vật liệu sẵn có, giúp trẻ lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng đa dạng, cung cấp nhiều cơ hội cho trẻ trải nghiệm học tập, phát triển tư duy phản biện và sáng tạo. Mỗi đứa trẻ sẽ có tài năng, sở thích và cách tiếp nhận kiến thức khác nhau. Bố mẹ thầy cô giáo chính là người phát hiện ra sự khác biệt đó và tạo môi trường điều kiện cho các em bộc lộ khả năng của mình. Nếu trước đây các trường định hướng giáo dục tập trung nhiều vào truyền tải lý thuyết, chưa chú trọng thực hành nhiều, thì giáo dục STEM hướng tới giúp nhà trường tích hợp giữa học và hành. Trong thời gian tới thì về phía ban lãnh đạo công ty cũng như là phía ban giám hiệu nhà trường cũng đã có kế hoạch là sẽ làm việc cụ thể với công ty giáo dục Kids Edu thì sẽ tập huấn cho các cô về cái chương trình cũng như là phương pháp STEM sẽ đưa vào từng nhóm lớp theo từng độ tuổi. Những lợi ích mà STEM mang lại cho trẻ ở các trường mầm non thực sự giúp trẻ được chơi thông minh và học vui vẻ và trưởng thành. Do vậy giáo dục STEM đang trở thành phương pháp giáo dục được quan tâm hàng đầu của các nhà trường và phụ huynh, bởi độ tuổi này chính là giai đoạn vàng để đạt những nền tảng cần thiết cho trẻ phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, y tế học đường có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe thể chất, sơ cứu ban đầu cho học sinh. Thế nhưng hiện nay do không có biên chế vị trí việc làm, rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phải bố trí nhân viên kiêm nhiệm làm công tác y tế học đường khiến cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh gặp nhiều hạn chế, khó khăn. Theo quy định, nhân viên y tế học đường hàng ngày phải trực tại trường, phòng khi các em học sinh xảy ra tai nạn thương tích. Đối với trường học có tổ chức bán chú, nhân viên y tế phải đến sớm để tiếp nhận kiểm tra thực phẩm lưu mẫu. Ngoài ra, còn thực hiện theo dõi sức khỏe, giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Bản thân tôi cũng có chuyên môn, thì cũng được một số tập huấn một số cái vấn đề liên quan đến sức khỏe nhưng nếu như để mà không có chuyên môn mà xử lý những công việc đấy thì rất là khó khăn không có chuyên môn. Cho nên là vào thứ nhất là cái công tác kiểm thực trong cái chế biến bữa ăn cho các con, công tác an toàn thực phẩm, công tác uh, sơ cứu ban đầu của những cái tai nạn thương tích hoặc là dịch bệnh thì chúng tôi cũng chưa thể nào mà mà làm như là có chuyên môn được. Vì vậy cho nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Uh, chúng tôi mong muốn là lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi bố trí nhân viên y tế để có thể là tạo điều kiện tốt nhất để cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.000 trường học ở các cấp học nhưng chỉ có gần 100 trường có cán bộ y tế, còn lại đều là cán bộ kiêm nhiệm do vị trí y tế học đường chỉ nằm trong nhóm danh mục hỗ trợ phục vụ. Theo các nhà trường, vị trí y tế trường học phải là chuyên môn đặc thù trong định biên của nhà trường thì họ mới thực hiện tốt nhiệm vụ và tham mưu về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Vụ đông 2023-2024 do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài đã làm thiệt hại một số diện tích cây màu. Tuy nhiên nhờ chủ động linh hoạt chuyển dịch cơ cấu cây trồng nên đến thời điểm này, vụ đông của huyện Hậu Lộc vẫn đạt kế hoạch đề ra. Hiện một số cây màu đã cho thu hoạch, năng suất cao và bán được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Vụ đông 2023-2024, huyện Hậu Lộc giao trồng được trên 2.100 hecta cây màu các loại. Trong đó có gần 800 hecta cây trồng hàng hóa như ớt, cải bò xôi, ngô ngọt, khoai tây được địa phương liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nhờ đề mạnh tuyên truyền, vận động nên nhiều địa phương trong huyện đã mở rộng xây dựng mới các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng rau màu hàng hóa tập trung quy mô lớn. Hiện một số cây trồng đã cho thu hoạch, đem lại hiệu quả, thu nhập cao cho bà con nông dân. Ừ, ban nhân dân xã là do do hợp tác xã chúng tôi là đấu mối với các cái công ty để bao tiêu các cái sản phẩm cho bà con nông dân, đặc biệt là đối với cái sản phẩm ngô ngọt, sản phẩm ớt và sản phẩm khoai tây. Chúng tôi đã ký kết với hợp đồng với lại công ty Long Phương Nam. À, chúng tôi sẽ bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nông dân. Hiện tại, cùng với việc tập trung thu hoạch, huyện Hậu Lộc cũng đang tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tiếp tục chăm sóc những cây trồng phục vụ vào Tết Nguyên đán, giải phóng đất trồng mới các cây trồng phù hợp với quỹ thời gian còn lại trong khung lịch thời vụ. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người lao động được nghỉ nhiều ngày nên dự báo lượng hành khách tham gia hoạt động vận tải khách bằng ô tô tuyến cố định sẽ tăng cao so với ngày thường. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch cao điểm Tết, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Thanh Hóa hiện có 69 nhà xe, doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải khách tuyến cố định với khoảng gần 700 phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết của nhân dân bằng xe khách. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu công ty cổ phần quản lý và khai thác các bến xe, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định triển khai kế hoạch cao điểm, phục vụ vận tải nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định cam kết sẽ không tăng giá vé. đến Tết dương lịch nhưng mà hiện tại lượng khách đặt vé cũng đã đến chiếm 85% và nhà xe chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ các bạn nhân viên tổng đài trực 24 24 để hỗ trợ khách hàng để có vé để về quê ăn Tết và các bạn nhân viên uh, lái xe hai đầu bến và các bạn nhân viên trung chuyển là tập trung tinh thần 100%. Năm nay các hãng hàng không Việt Nam tổ chức cắt giảm tần suất hoạt động và điều chỉnh tăng giá vé vì vậy, số lượng hành khách đi lại bằng ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới đây sẽ tăng cao. Trong đó, chiều về sẽ tăng từ ngày 31 tháng 1 đến hết ngày mùng 9 tháng 2 và sau Tết từ ngày 14 tháng 2 tăng lượng khách đi. Mặc dù vậy, các nhà xe, hợp tác xã, đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị phương tiện đầy đủ, sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác đặc biệt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tuyến quốc lộ 1A có số lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Qua công tác kiểm tra cho thấy, thời gian gần đây, số người điều khiển phương tiện trên tuyến vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể so với trước đây. Điều này cho thấy sự tăng cường tuyên truyền kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, để duy trì kết quả bền vững, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát nồng độ cồn, gửi thông báo vi phạm về cơ quan nơi làm việc, cư trú đối với cán bộ, công chức, người lao động và đảng viên vi phạm. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm nồng độ cồn. Chúng tôi đã tăng cường tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố trên tuyến để tăng cường lực lượng và cán bộ phòng kỹ 03 công an thanh hóa để tập trung xử lý nghiêm người vi phạm vi phạm về nồng độ cồn và tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông trên tuyến có phương thức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và đón năm mới sắp thìn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.